Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Ba bài thuốc chữa bệnh tự kỷ của trẻ em. Bài thuốc thứ nhất, bổ âm tả tâm thang. Nguyên bản bài thuốc có tên là thẩm thị tôn sinh thư, trị phần dương, tức là dương khí quá mạnh. Vị thuốc gồm bạch thược, bạch chuột, cam thảo, căn khương, đương quy, hoàng bá, sinh địa, sinh khương, thiên môn đông, thuộc địa hoàng, trần bì, chi mẫu, xuyên khung, sắc để uống. Bài thuốc thứ hai là chu sa an thần hoàn, gia giảm, chủ trị là dưỡng tâm an thần, trị mất ngủ nặng, gồm sinh địa, đương quy, bạch thược, mạch môn đông, hoàng liên, toan táo nhân, phục linh, cam thảo, chu sa và ngũ vị tử. Sắc uống ở đây chú ý nhất là cái vị ngũ vị tử, nó tác động đến hệ thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, phế, tim mạch, tác dụng kháng khuẩn và điều trị suy nhược cơ thể. Bài thuốc thứ ba là quy tỷ thang, chủ trị tâm tỷ đều hư, khí huyết hư, hồi hộp hay quên, mất ngủ, ăn kém hay mệt mỏi, cơ thể suy nhược, kinh nguyệt không đều, huyết rong, xuất huyết dưới da, thần kinh suy nhược, tâm suy, gồm nhân sâm, phục thần, toan táo nhân, viễn trí, hoàng kỳ, mộc hương, bạch chuột, long nhãn nhục, đương quy, cam thảo, sinh khương, đại táo, và cũng sắc lên uống. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.